Dạ vâng, chúng tôi là Phạm Trần Anh, trân trọng kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái phần thứ ba của chủ đề Việt Nam nước tôi. Thưa quý vị, bước sang thiên niên kỷ thứ ba của nhân loại, cái chân lý khách quan, ánh sáng của sự thật được soi rọi vào cái quá khứ bị che phủ hàng ngàn năm bởi kẻ thù truyền kiếp của lịch của dân tộc Việt. Nên sự thật lịch sử dù bị vùi lấp hàng nghìn năm bởi lớp bụi của thời gian, cũng như bị sửa đổi, bóp méo, xuyên tạc bởi sức mạnh của Hán tộc thống trị. Trước đây, nhân loại cứ tưởng là nền văn minh Tây phương là của Hy Lạp La Mã, để rồi phải xác nhận đó là đến từ văn minh của phương Đông. Cuối thiên niên kỷ thứ hai, nhân loại lại ngỡ ngàng khi thấy rằng cái gọi là văn minh Trung Quốc chính là nền văn minh của đại chủng Bách Việt. Vấn đề đặt ra chúng ta là phải nhìn lại toàn bộ lịch sử Việt để phục hồi cái sự thật lịch sử, để xóa tan cái đám mây mờ che lấp suốt mấy ngàn năm lịch sử bởi kẻ thù truyền kiếp của dân tộc. Trong lịch sử nhân loại, có lẽ không một dân tộc nào chịu nhiều mất mát, trầm luân như dân tộc Việt với những thăng trầm lịch sử, những khốn khó, thương đau. Thật vậy, bước sang thế kỷ 20, dân tộc Việt chưa tháo gỡ được cái ách thống trị của thực dân Pháp, thì chủ nghĩa Cộng sản đã tràn vào Việt Nam, đưa dân tộc Việt vào thế khốn cùng. Cộng sản Việt Nam đã núp dưới chiêu bài giải phóng dân tộc để bành trướng chủ nghĩa cộng sản, tạo cơ hội cho tư bản nhân danh thế giới tự do nhảy vào can thiệp, ngăn chặn làn sóng đỏ tràn xuống Đông Nam Á. Hậu quả là hàng triệu người đã phải hy sinh, oan uổng trong một cuộc chiến vô nghĩa, để rồi gần 90 triệu đồng bào chúng ta phải dở sống dở chết dưới cái chế độ cộng sản bạo tàn phi nhân của tập đoàn Việt Gian Cộng sản, những tên thái thú xác Việt lồn tàu, bất nhân hại dân bán nước. Với chủ trương nô dịch của Cộng sản, biết bao thế hệ Việt Nam bị nhồi nhét nền văn hóa Mác Lê phi nhân tàn bạo, mà hậu quả là tạo ra những cỗ máy vô hồn, những con người vô cảm, lạnh lùng, mất gốc, công cụ phục vụ cho chế độ. Thưa quý vị, trong khi đó thì hơn 4 triệu đồng bào tị nạn Cộng sản trên khắp thế giới, nên thế hệ con em chúng ta hải ngoại phần nào bị ảnh hưởng bởi nền văn minh phương Tây, là nền văn minh văn hóa ngoại lai nó mang tính thực dụng, nên quên đi bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam, chan chứa tình người. Chính vì vậy, vấn đề hết sức khẩn thiết là làm sao chúng ta phải phục hoạt văn hóa Việt, phục hưng Minh Chích Việt, để tẩy rửa mọi ý hệ ngoại lai, mọi ý đồ truyền bá văn hóa Trung Quốc đang được những tên thái thú mới, xác Việt hồn tàu, đang thi hành mệnh lệnh của quan thầy Trung Cộng ra sức tuyên truyền nhồi sọ Hán hóa dân tộc Việt. Hơn lúc nào hết, tìm về hiểu về huyền thoại Rồng Tiên, khởi nguyên của dân tộc Việt Nam thời lập quốc với quốc tổ Hùng Vương là một yêu cầu lịch sử hết sức cần thiết. Trong ý hướng đó, chúng tôi đã cố gắng tóm gọn lịch sử Việt từ thời lập quốc cho đến ngày nay trong chủ đề Việt Nam nước tôi, để thế hệ trẻ Việt Nam hiểu rõ tường tận lịch sử Việt Nam. Một khi thế hệ con em chúng ta hiểu rõ về bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Việt, về đời sống văn hóa tâm linh Việt, về những lễ Tết hội hè đình đám của dân tộc Việt, thì thế hệ con em chúng ta sẽ thấy rõ hơn cái giá trị cao đẹp của bản sắc văn hóa truyền thống nhân bản Việt Nam. Con em chúng ta có quyền tự hào là con cháu Rồng Tiên của một dân tộc đã có lịch sử lâu đời, như danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi đã tuyên xưng: chỉ nước Đại Việt ta từ trước mới có nền văn hiến ngàn năm. Chúng ta phải làm sao xứng đáng với tiền nhân? Chúng ta phải làm gì để không hổ thẹn với hồn thiêng sông núi, với anh linh của những anh hùng liệt nữ Việt Nam? Toàn thể đồng bào trong nước và hải ngoại cùng nắm chặt tay nhau, muôn người như một, cùng đứng lên đáp lời sông núi để cứu quốc và hưng quốc, tô điểm giang sơn gấm vóc, xứng danh ngàn năm là dòng giống Lạc Hồng. Đất nước Việt Nam của chúng ta sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, với sự thống trị của tập đoàn Việt Gian Cộng sản, là một chuỗi những tang thương mất mát, lòng người ly tán, nghèo nàn lạc hậu, đất nước mất dần vào tay tàu cộng. Bên cạnh những mất mát đó, điều kiện khách quan của lịch sử khiến hàng triệu đồng bào phải rời bỏ quê hương ra đi tị nạn trên khắp thế giới. Sau hơn 42 năm, đồng bào Việt Nam cư trú tại hải ngoại đã lên tới hơn 4 triệu người, với số lượng trí thức chuyên viên giỏi nhất và nhiều nhất thế giới mà không một dân tộc nào có được. Tinh thần hiếu học cùng với ý chí tiến thủ của con em chúng ta đã thành đạt và đóng góp rất nhiều với những quốc gia sở tại
như những công dân danh dự của nước này. Điều kiện khách quan của lịch sử cũng tạo cho Việt Nam chúng ta có những người Mỹ gốc Việt, người Nga gốc Việt, người Nhật gốc Việt, người Đức gốc Việt, người Anh gốc Việt, người Pháp gốc Việt. Nói chung, người Việt Nam chúng ta, ngôn ngữ Việt của chúng ta đã trải ra khắp thế giới. Với truyền thống yêu nước thương nòi của người Việt khắp nơi trên thế giới, mặc dù sinh sống ở đâu, nhưng lòng vẫn hướng về Tổ quốc, về quê hương đất nước Việt Nam, vẫn quây quần tụ hội trong tình ruột thịt nghĩa đồng bào, dưới mái nhà Việt Nam tại mỗi một quốc gia, mỗi tiểu bang, mỗi quận hạt của mỗi thành phố. Mai đây, khi lịch sử chuyển đổi, những người Việt Nam yêu nước sẽ trở về mang theo tài sản, vốn tri thức để đóng góp vào tài năng và công cuộc kiến quốc và hưng quốc Việt Nam. Điều kiện khách quan của lịch sử đã tạo ra độc chúng ta một thế hệ trẻ, có đầy đủ tri thức thời đại để hoàn thành một cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật siêu vượt, đưa đất nước chúng ta bước lên sánh vai cùng các cường quốc trong thiên niên kỷ thứ ba của nhân loại. Thế hệ trẻ ở lại sẽ hội nhập vào dòng chính của đất nước quê hương thứ hai sau Việt Nam. Tất cả sẽ tạo nên một sức mạnh Việt Nam tiềm tàng, một Việt Nam siêu biên cương, chắc chắn sẽ đóng góp hết sức to lớn trong công cuộc kiến thiết quốc gia và phục hưng quốc gia Việt Đại Việt Nam trong tương lai. Trong ý hướng đó, chủ đề Việt Nam nước tôi được thực hiện với một mong muốn tha thiết được giới trẻ đón nhận với tất cả tấm lòng của một con dân đất Việt, để chúng ta cùng nhau góp phần chuyển đổi lịch sử để cứu quốc, kiến quốc và hưng quốc. Với sức sống vô biên của người Việt Nam chúng ta, với đại nghĩa cao cả, hào khí diên hồng và Tây Sơn thời đại, Liên minh Dân chủ Tự do Việt Nam chúng ta nguyện làm hết sức mình, quyết tâm đấu tranh cho Tổ quốc Việt Nam trường tồn, dân tộc Việt Nam bất diệt, đất nước Việt Nam phú cường, nhân dân Việt Nam sung túc an lạc. Việt Nam minh châu trời đông, Việt Nam giống thiên tiên rộng. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam trên đường tương lai, lửa thiêng soi toàn thế giới, Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời. Tình yêu đây là khí giới, tình thương đem về muôn nơi, Việt Nam đầy tiếng nói đi xây tình người. Việt Nam muôn năm, muôn năm, Việt Nam muôn năm, muôn năm, Việt Nam muôn đời. Trân trọng kính chào toàn thể quý vị.